Nhà cấp 4 sổ đỏ chính chủ có giếng đào cùng hệ thống tưới tiêu quanh năm đầy nước, bao gồm có một ao và hồ nước liền kề rộng lớn. Về phương tiện giao thông thì cực kỳ thuận tiện khi cách quốc lộ 14 chỉ 1 km, cách tỉnh lộ 6 chỉ 800 m. Diện tích 1,3 ha này phun kín tiêu cà phê cùng nhiều loại cây ăn trái khác. Ở vạch giới lô đất của chúng ta ngày hôm nay là tính từ cái hàng cau này, hàng cau cảnh này đi qua cái cổng này, tức là cái đường đất, cái cổng đất này vẫn là thuộc về cái diện tích lô đất của chúng ta. Đi qua theo cái hướng tay tôi chỉ hàng cây đây, hàng cây chắn gió đây, và đi qua cái hàng cây mít phía xa xa kia. Tôi sẽ di chuyển sang bên trái, tức là dịch vào bên trong lô đất để anh chị có thể quan sát được dễ hơn. Cái trong diện tích đất của chúng ta có bao gồm cái nhà cấp 4 máy tôn xanh, đi theo cái hàng cây kia, hàng cây mít kia, đó bao quanh. Theo tay tôi chỉ đến cái cột này, chạy vuông góc xuống kia, tức là cái lô đất này nó rất là bằng phẳng và vuông vắn. Đặc biệt là tôi rất là thích cái view anh chị nhìn thấy ở bên kia đồi, sườn đồi kìa. Cái thảm xanh xanh kia đó chính là cái vạt rẫy người ta trồng bắp cải, nhìn rất là thơ mộng, giống như là đây là một cái thung lũng hoa và người ta đang chuẩn bị cho một mùa du lịch vậy. Bên trái là thửa đất vạt đồi người ta trồng bắp cải, còn bên tay phải, phía bên hướng tay tôi chỉ đây là một khu dân cư khá đông đúc, đâu đó cũng có khoảng chục nóc nhà, hơn đấy các anh chị ạ. Một khung cảnh tuyệt đẹp khi lạc vào giữa vườn cà phê. Tôi đang đi ở giữa một cái luống cà phê và ở giữa là một vạt hoa dại. Thì cái hoa này gọi là hoa gì thì tôi cũng không biết, nhưng mà dường như là ở bất kỳ vùng nông thôn nào cũng có. Nhìn những bông hoa dại này tôi lại hình dung đến những khu du lịch người ta trồng hoa cúc họa mi. Chẳng cần phải cúc họa mi, chỉ cần từng này thôi đứng vào đây chụp thì nó cũng đã đẹp lung linh rồi. Nếu như là cúc họa mi thì người ta còn phải chăm sóc, còn phải mất chi phí mua cây giống này nọ. Nhưng với cái loại hoa dại này thì đâu có cần phải chăm sóc đâu. Cứ đất đỏ ba gian này là lên thành những cái thảm hoa mênh mông. Đây anh chị có thể nhìn mênh mông xung quanh nơi tôi đang đứng đây. Những gốc cà phê này thì theo như cái cảm quan của tôi thì nó có độ tuổi tầm khoảng 2-3 năm. Đây là cái vòng đời, tuổi đời của cây cà phê đang ở cái độ cho năng suất rất tốt. Đây, đang cà phê đang cho ra trái rồi. Phun kín trên diện tích 1,3 ha này là cà phê và tiêu là hai giống cây chính. Ngoài ra còn có bơ và một số những cái cây ăn quả khác. Thì lát nữa gặp đến đâu tôi sẽ chia sẻ tới quý anh chị đến đó. Và để chứng minh cái năng suất của một cây cà phê thì tôi sẽ tiến lại gần để các anh chị thấy là đây, cành nào cũng có chữ quả, những chùm quả như những viên ngọc quý. Đây là tiền chứ là đâu. Ngoài cà phê và tiêu ra thì khu vườn còn combo luôn cho chúng ta một lô mít. Phía trước mặt chúng ta là hàng mít sai chữ quả. Nói chung là đất đỏ ba gian nó đã phì nhiêu rồi thì bất cứ cái cây trồng gì tôi cảm giác như là cứ đặt lên là nó sống, mà cứ sống là ra quả. Vẫn như cách gọi ban nãy thì tôi vẫn gọi đây là những bông hoa họa mi theo cái cách riêng của tôi. Và các anh chị có thể thấy không, đây là cả một cái thảm thực vật, cả một cái thảm hoa bát ngát. Và bên phải là rẫy cà phê. Tôi đang đi ở rìa ngoài của lô cà phê phía dưới của ngôi nhà. Và bao quanh lô đất này là những hàng cây mít, những cây ăn quả. Những hàng cây này trồng lên với mục đích không phải để lấy quả, mà cái cơ bản của nó là làm lập thành một cái hàng rào chắn gió. Quanh lô đất vuông vức này thì tôi thấy đều có những hàng cây chắn gió rất chắc chắn. Mà ở đây thì gia đình chủ yếu là dùng cây mít phục vụ cho công tác chắn gió này. Những cái giống cây nông nghiệp này để được năng suất tốt thì ngoài đất đai, thổ nhưỡng, nước tưới tiêu ra, khí hậu ra thì nó còn đòi hỏi là không được dính vào hướng gió. Nếu trường hợp mà gặp hướng gió thì người ta phải khắc chế bằng những cái biện pháp là phải trồng những cây lâu năm, có thân cao tán rộng nhằm mục đích là chắn gió cho cây trồng nông nghiệp. Như vậy là làm nông nghiệp nếu có thêm kiến thức về khoa học nữa thì sẽ cho hiệu suất tốt hơn rất nhiều. Tôi vẫn đang tiếp tục đi xuống phía dưới chân đồi để tìm cái nguồn nước. Như thông tin của gia chủ chia sẻ thì cái nguồn tưới tiêu cho 1,3 ha này bao gồm có nước giếng đào này, và phía dưới chân đồi này sẽ có một cái ao
cái ao nước này là cái nguồn nước để tưới chung, chứ cũng không phải là cái ao riêng của gia đình. Ngoài ra bên cạnh cái ao đấy còn có một cái hồ rất lớn nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ tận mục sở thị. Thưa quý anh chị và men theo sườn đồi, thì đến bây giờ tôi đã bắt đầu phát hiện ra nguồn nước. Đây là cái ống dẫn nước màu xanh này. Ở khu vườn nào ở Đắk Nông cũng thế, nhà nào đã trồng cây nông nghiệp là sẽ có hệ thống tưới tiêu như thế này. Và men theo tay tôi chỉ là một cái ao nước. Ao nước màu vàng vàng kia, tôi sẽ cố gắng lại gần để các anh chị có thể quan sát được rõ hơn. Các anh chị yên tâm là cái nguồn nước này thì nó được duy trì quanh năm. Bởi vì bên cạnh cái ao này thì nó còn có một cái hồ nước lớn ở phía đằng kia. Giờ tôi sẽ di chuyển lại phía đằng kia để anh chị có thể quan sát được rõ hơn. Và thưa các anh chị là ngoài cái ao nhỏ ở phía dưới chân đồi ra thì bên cạnh đó chúng ta còn có một cái hồ rất lớn ở hướng tay tôi chỉ kia. Đó là cái nguồn cung cấp nước quanh năm không bao giờ hết. Cây nông nghiệp muốn phát triển tốt thì phải nhờ vào đất đai, thổ nhưỡng và nguồn nước tưới tiêu. Nguồn nước thì các anh chị đã thấy rồi đấy, có một cái ao nhỏ và một cái hồ rất lớn bên cạnh. Còn đất đai thổ nhưỡng, đất đỏ Ba Gian thì nó có hai dạng. Một là đất đỏ Ba Gian nhưng mà dính sỏi đá. Hai là đất đỏ Ba Gian nạc thịt. Còn đây là cái đất đỏ Ba Gian rất nạc thịt đây. Đây tôi đang test thử cho các anh chị xem ở một cái địa điểm phía dưới của vườn cà phê. Tôi sẽ di chuyển lên trên phía trên kia và tôi sẽ test thử một lần nữa ở một địa điểm khác để các anh chị thấy rằng là cái mẫu đất mà tôi đưa ra là khách quan. Chúng ta đang tiến dần lên phía trên của ngôi nhà. Đây chúng ta sẽ dừng lại ở một cái điểm này. Đây các anh chị nhá, đất trước khi tôi bới ra là nó còn hoàn toàn là nguyên xi đấy nhá. Nguyên dấu vết của thời gian. Còn bây giờ tôi sẽ đào lên đây. Đất cực kỳ tơi xốp. Đây là tôi đào bằng một cái cây mục mà nó mềm đến mức độ là một cây mục cũng có thể xới được đất lên. Cành cây mục của tôi nó vừa gãy đấy. Từ dưới chân đồi lên thì sau khi đi qua vườn cà phê thì chúng ta đến vườn tiêu. Đây là những gốc tiêu cũng có tuổi đời tầm khoảng 2 đến 3 năm. Với hình ảnh của gốc tiêu như này thì thôi có lẽ là cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Các anh chị đã hiểu về nông nghiệp thì hẳn là sẽ nhận định được đây là gốc tiêu sẽ cho năng suất như thế nào. Thời tiết Đắk Nông từ đầu tháng 6 đến giờ đang ở cái độ thay đổi thất thường, khi thì mưa khi thì nắng. Bây giờ thì đang nắng chói chang nhưng chỉ lát nữa thôi thì lại mưa tầm tã. Có lẽ chính vì cái lượng nước mưa nó lớn như vậy cho nên là kết hợp với cái màu mỡ của đất đỏ Ba Gian, nó sẽ tạo nên một khối tài sản gọi là vàng trên đất. Như các anh chị đang thấy ở trên màn hình, đó là tiêu, là cà phê, là bơ, là sầu riêng. Nhưng tôi lưu ý lại một lần nữa là trên thửa đất của chúng ta hôm nay thì chủ yếu là tiêu và cà phê. Thi thoảng sẽ combo cho các anh chị một vài gốc bơ, một vài gốc sầu riêng, nhưng đó là những cái sản lượng không đáng kể. Chúng ta đang đi ngược từ dưới chân đồi lên nhà và đang thấp thoáng cái nhà cấp 4 đây rồi. Ồ, nói đến bơ là có bơ. Đây các anh chị thấy không, nhìn những quả bơ nó như đèn lồng á. Ở đây người ta còn không buồn hái để ăn. Trời ơi. Xin hỏi cái này là của chị nào thì đề nghị các chị đến mang về hộ nhá. Sao mà nó vừa bé mà nó vừa dài, nó vắt ngang vai này trời. Đây là bơ nhá các anh chị. Và với những anh chị ở miền Nam Trung Bộ thì những cái quả hoa quả như này thì không lạ lẫm gì. Nhưng với người miền Bắc thì có lẽ họ ăn nhiều rồi nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy. Thì đây tôi sẽ gửi những hình ảnh này tới đồng bào miền Bắc để các anh chị có dịp để chiêm ngưỡng quả bơ mà chúng ta vẫn thường hay ăn sinh tố bơ ở các quán cà phê. Còn ở góc máy này, chúng ta sẽ đi từ cái cổng đất của ngôi nhà để vào phía trong cái ngôi nhà cấp 4 mà có cái máy tôn màu xanh á.
Nhìn cái cổng đất như này thì tôi lại nhớ đến cái cổng nhà mình từ những năm 80, đâu đó rơi vào năm 87, 88 gì đấy. Nhà tôi cũng có một cái cổng đất như này và tôi nghĩ rằng là ở nhiều vùng nông thôn thì hầu hết chúng ta vẫn đều có những cái cổng đất vào những thời điểm như thế. Cho nên khi bước chân đi trên một cái cổng như thế này để vào nhà, tôi lại chợt nhớ đến một cái thời kỳ của miền Bắc cách đây chừng đâu đó gần 40 năm. Chúng ta đang tiến dần vào ngôi nhà đây. Và bên kia vẫn là cái vạt đồi màu xanh của bắp cải. Đây là ngôi nhà cấp 4, ngôi nhà khá xinh xắn. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta vừa ghé thăm một căn nhà nhỏ tại xã Nậm Nờ Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Nếu chị nào có nhu cầu mua bán thì vui lòng liên hệ với Vương Dâu hoặc Phan Anh theo nội dung thông tin số điện thoại hoặc là Zalo đã thể hiện đầy đủ trong clip. Và nếu thấy nội dung kênh của chúng tôi đủ hữu ích thì xin anh chị hãy vui lòng nán lại vài giây để bấm vào nút đăng ký cùng quả chuông bên cạnh để kịp thời đón nhận những thông tin nhà đất mà chúng tôi vẫn thường xuyên cập nhật. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại.